Lâm Bịt chuẩn bị về công ty. Lúc này Linh Hồng cũng đi vệ sinh thì Cố Lạnh Sinh đột nhiên xuất hiện. Tay hắn cầm súng nhắm thẳng vào Lâm Bịt, rồi lập tức bóp cò. Tốc độ của viên đạn quá nhanh nên không kịp né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Lôi dũng cảm quên mình lao ra che chắn cho Lâm Bịt, nhưng viên đạn đã găm vào tim anh ấy. Đúng lúc này, một thanh đao xẻ gió bay tới. Cố Lạnh Sinh phản ứng cực nhanh, nhưng phi đao của Linh Hồng vẫn đâm vào cánh tay hắn. Nhìn thấy không còn cơ hội, Cố Lạnh Sinh liền quay người bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất trong khu rừng rộng lớn. Linh Hồng không đuổi theo, mà lập tức kiểm tra sự an toàn của Lâm Bịt. Ông chủ xung quanh có thể còn lính bắn tỉa. Bây giờ chúng ta phải rời đi ngay. Sau đó Lâm Bịt đến nhà Vũ Lôi. Lúc này, vợ và bố mẹ Vũ Lôi đã nhận được tin báo. Chị dâu, em xin lỗi, Vũ Lôi vì cứu em nên mới chết. Lâm tổng, tôi không trách anh, Vũ Lôi là một chàng trai tốt, tất cả chúng tôi đều tự hào về anh ấy. Lâm Bịt lại đến trước mặt bố mẹ Vũ Lôi, sau đó trực tiếp quỳ xuống và đập đầu xuống đất. Từ giờ trở đi hai người sẽ là cha mẹ của con sẽ nuôi hai người, con chính là con của hai người. Lâm tổng, thân phận anh tôn quý, nên đừng làm như vậy. Anh có thể đối xử với chúng tôi như thế này thì linh hồn của Vũ Lôi trên thiên đường cũng có thể yên nghỉ được rồi. Lâm Bịt lập tức lấy ra 40 tỷ tiền mặt đã chuẩn bị trước, đưa cho Như Ngọc. Chị dâu hãy dùng số tiền này để lo mai táng cho Vũ Lôi. Em sẽ cho người tới giúp chị. Sau này em sẽ lo cho chị và Hồng Hồng. Em nhất định sẽ coi Hồng Hồng như con gái ruột của em. Em sẽ để con bé được hưởng nền giáo dục tốt nhất, để linh hồn của Vũ Lôi trên thiên đường cũng được tự hào. Như Ngọc nhất quyết không nhận, nhưng Tần Mộng Anh nhẹ nhàng nói, chị ơi, chị hãy nhận lấy đi, nếu không trái tim của Lâm Bịp sẽ vỡ tan mất. Như này anh ấy mới đỡ hơn một chút. Lâm Bịp ở lại với họ cho đến tối, sau đó mới về nhà. Giúp tôi tìm tên sát thủ đó, không cần biết tốn bao nhiêu, không cần biết cô dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải tự tay lấy mạng hắn. Linh Hồng im lặng một lúc rồi nói, chúng ta không cần phải tìm hắn, tôi chắc chắn tên sát thủ này sẽ còn quay lại. Mục tiêu của hắn là anh, nhưng anh vẫn còn sống thì hắn sẽ tiếp tục ám sát anh. Kể từ bây giờ tôi sẽ tăng mức độ an ninh, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với hắn. Lâm Bịp khẽ gật đầu, để cô đi sắp xếp. Sau đó anh gọi cho Catherine. Việc mua lại cổ phần của tập đoàn Thịnh Cố thế nào rồi? Đã mua hơn 50% cổ phần rồi. Bởi vì tập đoàn Thịnh Cố hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng, Thăng Thịnh Cố còn sử dụng quỹ hội đồng quản trị để đầu tư vào các dự án cá nhân. Mặc dù những cổ đông có vẻ ủng hộ ông ta, nhưng thực ra họ đã mất niềm tin vào Thăng Thịnh Cố từ lâu rồi. Vì vậy họ rất sẵn lòng bán cho tôi cổ phiếu của họ với giá cực kỳ thấp. Tốt lắm, đem hết số cổ phần đó chuyển cho tôi. Ngày kia tôi sẽ đi đến tỉnh lỵ, không thành vấn đề, anh muốn gì tôi đều sẽ đưa cho anh. Chớp mắt tới ngày hôm sau, Thăng Thịnh Cố nằm viện cũng nhận được tin tức, Cố Lệnh Sinh ám sát thất bại, hiện đang tìm cơ hội mới. Anh nói với Cố Lệnh Sinh dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải giết bằng được Lâm Bịp. Lão tổng còn có một tin nữa, có người đang mua lại cổ phần trong tay cổ đông của tập đoàn, bên mua là tập đoàn Vạn Bang Đế Đô. Tập đoàn Vạn Bang, tôi chưa bao giờ nghe nói về tên vô danh tiểu tốt đó. Cứ để hắn ta mua đi, tôi muốn xem thử hắn mạnh đến mức nào. Lão tổng, ngài bây giờ không còn là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Cố nữa rồi. Cái gì? Các cổ đông của tập đoàn đã chuyển nhượng cổ phần của họ cho tập đoàn Vạn Bang hết rồi, hiện tại họ đang kiểm soát 55% cổ phần của tập đoàn. Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Thịnh Cố là tập đoàn Vạn Bang. Sao tới bây giờ anh mới nói với tôi? Sao không nói sớm hơn? Tôi cũng vừa nhận được tin này thì liền tới báo với ngài rồi. Xuất viện, về công ty. Lâm Bịp lúc này đang nghe điện thoại của Genny từ Hoa Kỳ. Anh Lâm Bịp, Winston đề nghị mua lại đại lý của tôi. Dù giá ông ta đưa ra rất cao, nhưng tôi đang phân vân không biết có nên bán nó cho ông ta hay không. Bán chứ sao lại không? Quyền phân phối chỉ là cái tên thôi. Ngay cả khi cô chỉ bán nó với giá $1 thì cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cũng đừng lo tương lai cô không có gì để bán. Công ty của tôi sẽ lần lượt sản xuất nhiều loại hàng hóa khác nhau. Tới lúc đó cô vẫn sẽ là đối tác của tôi. Hơn nữa, việc cô cần làm bây giờ là tích lũy một số tiền lớn. Winston trước sau đã chi $70 triệu để mua lại công ty và quyền phân phối. Bây giờ trong tay tôi vừa hay có $100 triệu. Tôi nghĩ anh nên tiếp tục cho tôi lời khuyên đầu tư. Bây giờ cô hãy tới miền Tây, tìm một thị trấn tên là Mountbatten. Cách thị trấn 10 km về phía nam có một trang trại, cô hãy mua lại trang trại, sau đó cho người đi thăm dò dầu khí. Anh thật sự có năng lực tiên tri ư? Sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Cô có thể xem tôi là nhà tiên tri, tôi cũng có thể làm cho cô trở nên giàu có. Cô chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi thì sẽ có mọi thứ. Ôi chúa ơi, anh thực sự là một nhà tiên tri ư? Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời nữa rồi, nhưng tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Sau khi cúp máy không lâu, thì Winston đã gọi tới. Lâm Bịp, anh bạn của tôi ơi, theo như anh muốn, tôi đã lấy được quyền kinh doanh rồi, bây giờ chúng ta tiến hành hợp tác được rồi chứ? Để biểu đạt thành ý, tôi sẽ đặt hàng 50 triệu sản phẩm dệt may. Dưới sự hợp tác của chúng ta, tôi nhất định sẽ để hàng hóa của anh được bán khắp nước Mỹ. Tôi cũng rất mong chúng ta được hợp tác, nhưng bây giờ tôi cần một số vật tư. Đầu tiên tôi cần 1.000 bộ áo giáp chống đạn, sau đó tôi cần dây chuyền sản xuất thiết bị dược phẩm tiên tiến nhất. Tôi nghĩ ông Winston chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ này của tôi, đúng không? Tất nhiên rồi, rất nhanh thôi anh sẽ nhận được thứ mà anh muốn. Hiện tại ngoài hàng hóa của anh ra, tôi còn cần thêm một thông tin để kiếm tiền. Mấy tay bên tổ chức Hắc Kim luôn nói anh là thần, nhưng bọn chúng chỉ biết kiếm tiền mà lại không biết cách trả ơn cho anh như nào cho xứng đáng. Anh bạn đã anh giúp tôi thì tôi cũng sẽ giúp anh, đó là điều hiển nhiên đúng không?
cổ phiếu đúng không? Thứ này rất đơn giản, nhưng hiện tại vì đồng đô la mất giá nên thị trường không đủ động lực, nên khoảng thời gian tới sẽ không có cổ phiếu nào đặc biệt. Ông có thể thử đầu tư vào mảng kim loại xem sao. Nhu cầu đồng trên toàn cầu hiện nay đang tiếp tục tăng. Nhà máy sản xuất đồng lớn nhất thế giới nhất định muốn nắm bắt xu hướng của thị trường. Theo phân tích của tôi, họ sẽ tiếp tục giảm sản lượng. Điều này sẽ khiến giá đồng trên toàn cầu tăng cao, nên bây giờ là thời điểm để mua vào. Winston, nghe rõ ràng từng lời của Lâm Bịp. Chỉ sợ thiếu mất chữ nào. Anh bạn à, tôi không nghi ngờ gì về đề xuất của anh. Nhưng cơ hội lần này mà anh đưa cho tôi không muốn bất kỳ ai khác biết về cơ hội này. Tất nhiên cơ hội này tôi chỉ dành cho ông. Ông nhanh mua đi, sau đó chỉ cần chờ đợi và đếm tiền thôi. Nhưng ông Winston, tôi cũng phải nhắc nhở ông. Ông hứa với tôi những gì thì phải nhanh giao cho tôi. Những thứ mà anh muốn hiện đang trên đường vận chuyển tới nước của anh rồi. Còn có 50 triệu sản phẩm nữa. Đó cũng là thành ý của tôi. Cúp máy không lâu, Nghe Tiêu lo lắng đến văn phòng và nói: Lâm Tổng, đài khí tượng gọi điện tới nói là sẽ có mưa bão rất lớn, nên muốn chúng ta chuẩn bị phòng tránh. Lâm Bịp khẽ mỉm cười, đây chắc chắn là do Nguyệt Linh bảo đài khí tượng thông báo. Anh đi báo với bộ phận xây dựng, tạm ngưng các dự án xây dựng, yêu cầu công nhân chuẩn bị chỗ trú mưa, sau đó gọi cho mỏ than để họ phòng tránh mưa gió. Còn phía nhà máy thì cho công nhân nghỉ hết và kiểm tra ngay thiết bị thoát nước. Tuyệt đối không được xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Vâng Lâm Tổng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mưa to kéo dài cho tới tối, mưa bão phá hủy, làm ngập lụt nhiều ngôi nhà và công trình trong thành phố. Buổi tối Lâm Bịp đi xuống nhà xem có bị ngập hay không. Thì lúc này một luồng sát khí mạnh mẽ quyện cùng dòng bão lao về hướng Lâm Bịp. Đúng lúc này Linh Hồng vung dao đâm về phía Cố Lệnh Sinh. Chưa đầy 10 chiêu, Cố Lệnh Sinh đã bị hạ gục. Cô nói không sai, đêm nay mưa bão nên hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này ra tay. Chỉ cần anh lắng nghe ý kiến của tôi thì tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của anh. Cứ để hắn lại cho tôi sẽ giải quyết hắn. Được, lát nữa tôi sẽ gọi cho người nhà Vũ Lôi để họ cảm thấy đỡ hơn phần nào. Ngày hôm sau, nhà máy đã hoạt động trở lại. Mặc dù có thể phát điện, nhưng công nhân cũng phải ăn cơm. Tân Mộng Anh lo lắng hỏi: bột mì, sữa bột nhập khẩu, còn có thực phẩm được đóng gói chân không? Có lẽ chỉ đủ dùng 2 ngày nữa. Em phải xử lý sao đây? Anh sẽ tìm cách để lấy thêm hàng hóa. Em cứ lấy đồ cho mọi người ăn trước đi, sau đó gửi một ít cho gia đình Vũ Lôi, gửi thêm một ít cho Nguyệt Linh. Sau khi Tân Mộng Anh rời đi, Lâm Bịp gọi cho Catherine. Lẽ ra hôm nay tôi phải lên tỉnh, nhưng tôi bây giờ không thể rời đi được. Sân bay ở đây vẫn còn hoạt động, nhưng bây giờ tôi đang thiếu lượng lớn thức ăn. Không thành vấn đề, buổi chiều sẽ có máy bay tới thành phố mang theo rất nhiều các loại lương thực, thực phẩm. Nhưng mua hàng cũng cần thời gian, không thể một lần mà giao đủ toàn bộ cho anh được. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những việc này. Tốt lắm, lần này cô đã giúp tôi thì tôi cũng sẽ báo đáp lại cho cô. Cúp máy không lâu thì Văn Tây cũng gọi tới. Lâm Tổng, em ở miền Nam cũng xem tin tức rồi, tình hình ở thành phố bây giờ thế nào rồi? Không có gì cả, thành phố ngoại trừ việc thiếu lương thực ra, về cơ bản, mọi thứ cần khôi phục đều đã được khôi phục. Tình hình bên phía em thế nào rồi? Hợp đồng đã được ký kết rồi. Bây giờ mấy nhà máy sản xuất phụ liệu này đã chính thức trở thành một nhà máy chi nhánh của tập đoàn Mộng Anh Gucci. Em cũng đã yêu cầu mấy nhà máy này tăng cường đẩy mạnh sản xuất rồi. Em làm tốt lắm. Nhất định phải tăng sản lượng, nếu có chỗ để phát triển thì có thể mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy. Anh muốn biến những nhà máy này trở thành nhà máy sản xuất phụ liệu lớn nhất trong cả nước. Yến Tương Linh và Tư Đồ Hằng muốn thống nhất giá trên toàn quốc, quả thật là ngu ngốc. Họ đầu tư bao nhiêu thì để họ mất bấy nhiêu. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Bịp đi tới nhà ăn kiểm tra. Không cần lo việc khác, trước hết phải đảm bảo rằng công nhân của chúng ta không bị đói. Vừa tới cửa nhà ăn đã thấy công nhân đang cãi nhau. Lâm Bịp vừa đi tới xem, thì ra là quản lý nhà ăn không cho công nhân làm ca ngày vào nhà ăn. Mấy người còn chút thể diện nào không? Bây giờ là giờ ăn của công nhân ca đêm, mấy người còn tới làm gì nữa? Ban ngày ăn xong còn đem về. Tôi đã không nói gì rồi, bây giờ còn tới ăn nữa, thật sự quá đáng lắm luôn ớ. Lẽ nào mấy người không biết thức ăn đang rất khan hiếm ư? Quản lý còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Bịp đã bước tới và nói: mấy ngày này có hơi đặc biệt, nhưng vài ngày nữa đường xá sẽ thông thoáng lại thôi. Tôi quyết định sẽ mở cửa nhà ăn 24/24. Mọi người có thể tới ăn, cũng có thể gói lại và mang về cho gia đình ăn. Tất cả chúng ta đều là người nhà, nên đối mặt với khó khăn chúng ta phải đùm bọc lấy nhau. Nhưng yêu cầu là mọi người phải giữ trật tự, cho công nhân cả đêm ăn trước. Công nhân cảm động đến nỗi nước mắt rơi như mưa, cực kỳ sùng bái nhìn Lâm Bịp. Quay trở lại văn phòng, Winston lại gọi tới. Anh bạn à, cây phát tài của tôi à, bởi vì mỏ đồng lớn nhất thế giới tuyên bố cắt giảm sản lượng nên khiến cho giá đồng trên toàn cầu đã tăng một cách chóng mặt. Tôi đã đầu tư 200 triệu đô sau đó kiếm về 1.200 triệu đô. Bây giờ tôi rất muốn được gặp anh rồi cùng anh uống chai rượu vàng đắt nhất thế giới để chúc mừng cho sự thành công của lần hợp tác này. Ông phải bán hết tất cả hàng hóa trước lúc 2 giờ chiều theo giờ Mỹ, sau đó 3 giờ hãy mua lại tất cả, rồi tới 6 giờ lại bán hết tất cả một lần nữa, sau đó dùng tiền để mua nó. Tất cả các vị thế sẽ đóng trước 6 giờ. Ông đã nhớ hết những gì tôi nói chưa? Anh bạn à, tôi đã ghi nhớ tất cả rồi. Nếu có bất kỳ biến động gì tôi lập tức sẽ gọi điện cho anh ngay. Điện thoại vừa cúp thì Catherine gọi tới. Sáng mai sẽ có 8 tỷ tiền lương thực, thực phẩm được giao tới thành phố. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục giao thêm cho anh. Dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì tôi vẫn sẵn sàng. Tôi có một cổ phiếu muốn giới thiệu cho cô. Nhưng khi cô giao dịch cổ phiếu này, phải làm tốt các bước chuẩn bị. Bởi vì cổ phiếu này sẽ khiến cho cơ quan quản lý chứng khoán toàn cầu chú ý đến cô. Nhưng rủi ro và cơ hội luôn song hành. Phải xem cô lựa chọn thế nào rồi. Tôi rất yêu thích mạo hiểm. Hơn nữa so với tổ chức Hakim thì tôi chỉ giao dịch cổ phiếu bình thường mà thôi. Họ không thể làm được gì tôi đâu.
Và ngày mai khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, có một cổ phiếu Newtek sắp lao dốc. Ở thời điểm thấp nhất cô phải mua như điên. Để tăng giá cổ phiếu trong thời gian ngắn, trước khi đóng cửa thị trường vào buổi chiều thì bán hết toàn bộ. Mua được bao nhiêu bất ngờ thì phải dựa vào cô rồi. Không cần biết anh muốn tôi làm gì cho anh, dù là sinh con tôi cũng đồng ý. Đây là lời cảm ơn của tôi dành cho anh. Nhưng Lâm bịp lại không cần loại cảm ơn này. Vẫn là câu nói đó, mọi người chỉ lấy thứ mình cần. Chớp mắt đã đến 6 giờ, khi các giao dịch lần lượt được ký kết, trực tiếp có gần 2.000 tỷ được chuyển vào tài khoản của Winston. Lúc này điện thoại reo, Winston nhấc máy. Lần này nhờ có Lâm bịp chỉ điểm mà ông đã kiếm được mấy ngàn tỷ. Mà trong số mấy ngàn tỷ đó có một bộ phận lớn là tiền của các thành viên tổ chức Hắc Kim. Ông dùng cách đầu các này để lấy tiền từ trong tay chúng tôi. Việc này khiến chúng tôi vô cùng tức giận. Đây là lần cuối tôi cho phép ông hợp tác riêng lẻ với Lâm Bịp mà không chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Nếu như ông còn tiếp tục chơi trò chơi đánh lẻ này một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của ông. Hy vọng ông có thể đàng hoàng mà đứng cùng phe với chúng tôi. Cùng lúc đó, Catherine cũng nhận được cuộc gọi từ người bí ẩn. Theo như tôi biết, cô bây giờ vẫn là người của tổ chức Hắc Kim. Nhưng bây giờ cô lại không khác gì thư ký riêng của Lâm Bịp vậy. Cô còn giúp hắn ta chống lại tổ chức. Tôi biết rất rõ tiền trong tay cô là lấy từ tay ai mà có. Tôi cũng có thể hiểu cô làm những việc này là vì muốn cảm ơn Lâm Bịp, nhưng cô cần phải hiểu rõ. Cô không phải là người của Lâm Bịp và chúng tôi lúc nào cũng có thể lấy đi tất cả mọi thứ của cô. Nếu cô còn tiếp tục làm theo những gì mà Lâm Bịp sai bảo, thì rất nhanh thôi sẽ có người thay thế vị trí của cô. Cô cũng không cần giải thích thêm gì với tôi. Cô kiếm cũng đã đủ nhiều rồi, bây giờ cô nên nghĩ xem nên làm gì cho tổ chức Hắc Kim đi. Lee Dawson của nước Pháp cũng nhận được điện thoại của người thần bí. Chào anh Lee Dawson, tôi nghe nói anh phát hiện được một mỏ kim cương, sau đó dùng thủ đoạn để đoạt lấy quyền khai thác mỏ kim cương đó trong vòng 50 năm. Lẽ ra tôi phải chúc mừng anh, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cho anh biết, để anh có được vị trí hàng đầu thế giới như ngày hôm nay, cũng là nhờ công rất lớn của tổ chức Hắc Kim. Nếu không có tổ chức thì anh bây giờ không là cái quần què gì cả. Cho nên với nghĩa vụ là thành viên của tổ chức, thì anh phải chia sẻ tài sản với chúng tôi để đổi lại sự trợ giúp trong tương lai. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với anh, sẽ có rất nhiều tiền của tổ chức gửi vào ngân hàng của anh và trở thành cổ đông của anh. Đồng thời anh phải chia sẻ một nửa lợi ích từ mỏ kim cương. Đây là việc mà anh nên làm. Bởi vì nếu không có tổ chức Hắc Kim, thì anh cũng không thể nào có được những thông tin đó từ tay của Lâm Bịp. Hắc Kim là một thể thống nhất, tài phú trên thế giới sẽ do chúng tôi thu hoạch. Nói xong người thần bí trực tiếp cúp máy.